Hello, xin chào toàn thể các cô chú anh chị em nhá. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog của em. Hôm nay thì em lại quay trở lại với các cô chú anh chị em với một cái chủ đề đề tài Việt Nam đời sống và con người. Đó. Hôm nay lại ngứa mồm tiếp các cô chú anh chị em ạ. Đấy, hôm nay thì phải chia sẻ với các cô chú anh chị em về đất nước Cuba, đất nước anh em. Tình nghĩa gọi là anh em đậm sâu từ những cái ngày đầu kháng chiến của dân tộc Việt Nam đấy, cho đến những cái năm mà Việt Nam bao vây cấm vận, thì người anh em Cuba này thì rất rất là tốt đối với người dân Việt Nam, có nghĩa là họ chân tình, họ không bao giờ để lại một cái khoảng không gọi là thăm dò Việt Nam hay là như thế nào cả đấy. Ngay kể cả người lãnh đạo cao nhất của họ là Fidel Castro đã từng nói rằng là Cuba có thể hiến dâng cả máu để cho Việt Nam đấy, với những cái cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và kể cả Trung Quốc đấy. Và người anh em Cuba này tại sao lại được Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam yêu mến như thế, thì phải lật lại những cái trang lịch sử khác nhau để chúng ta có thể là phân tích đấy. Thì ngay đầu tiên thì giới thiệu về người anh em Cuba như thế, nhưng mà có một cái vấn đề là trên cộng đồng mạng và trên một số những cái diễn đàn cộng đồng mạng như là Zalo, Facebook, YouTube, đấy, Instagram, rồi TikTok và một số những cái trang mạng khác vân vân và mây mây, thì người ta hay nói rằng là tại sao Việt Nam lại phải cứu đói Cuba, tại sao Việt Nam lại phải chơi với Cuba trong khi Cuba nghèo như thế, rồi là nhiều những cái luận điệu bảo là Cuba độc tài, Cuba thế nọ thế kia thì mới nghèo. Đấy, và tại sao người ta hay đặt ra một cái câu hỏi, đó là tại sao Cuba lại bị cấm vận lâu như thế, cả hàng gần trăm năm nay rồi. Đó, thì đây là một cái trường hợp rất là hy hữu. Đấy, một đất nước gọi là anh hùng nhưng mà lại ở với một đất nước, gần với một đất nước, đó là đấy, ở gọi là song song với một đất nước, đó là nó có mưu mô xảo quyệt, đế quốc bành trướng. Đấy, cho nên là nó bị chịu sự kìm kẹp và ép ép buộc, áp bức là cái chuyện bình thường đấy. Giống giống như chúng ta, em nói thẳng luôn là giống như chúng ta với Trung Quốc cũng thế thôi. Trung Quốc là một nước lớn đấy, từ hàng 4-5 nghìn đời nay rồi đấy, hàng hàng ngàn đời nay rồi, thì nó cũng vẫn sử dụng cái luật đó là cá lớn nuốt cá bé, nước lớn ép nước bé đấy. Thì phải nói rằng là trong con người Việt Nam chưa nhắc đến việc mà Cuba viện trợ cho này đường, trứng, sữa, rồi là các nhu yếu phẩm về y tế, rồi là các kỹ sư cầu đường đấy, giỏi của họ, thì chúng ta khoan hẵng nhắc đến cái đó. Có một cái vấn đề rất là cốt lõi ở đây, đó là sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đấy, mọi người cũng biết là ở thành phố Hiroshima của Nhật đấy và Nagasaki của Nhật, thì hai cái thành phố này đã bị hứng chọn một cái cơn giận dữ của Mỹ, đó là hai quả bom nguyên tử rơi vào đất nước Nhật. Thì đối với Việt Nam là một đất nước đã thắng Pháp đấy, và ngay kể cả sự can thiệp mỏng manh của Anh cũng bị đánh bật đấy, và Nhật thì cũng bị trôi đấy. Trong khi đó thì phải nói rằng Mỹ nó rất là cay cú, Mỹ nó tiêu tốn rất là nhiều tiền của vào Việt Nam đấy. Nói chung là trong khi Pháp đang đánh thì Mỹ nó cũng hỗ trợ Pháp gọi là khoảng tầm 60 đến 80% rồi. Đấy, nó đánh một cách mãnh liệt, nó bảo là đưa Việt Nam vào thời kỳ đồ đá luôn, và đưa Việt Nam vào cái thời kỳ mà nguyên thủy luôn, cho Việt Nam gọi là san bằng thủ đô Hà Nội luôn. Đó, thì mọi người phải hiểu rằng là sau khi nó không làm gì được ở đó thì cái số tiền nó bỏ ra đấy thì cái thằng Pháp sau này cũng phải trả nó, thằng Pháp phải trả nó thôi. Đấy, thằng Mỹ thì nó chả giúp không ai cái gì đâu, nó cứ bảo là tôi hỗ trợ, tôi viện trợ ông đấy, nhưng mà sau khi mà bọn nó thắng trận ấy, thì bọn nó sẽ xâu xé đất nước đó thành nhiều những cái miếng bánh, giống như là bánh pizza hay là bánh kem, để chúng nó ăn, phần nào ngon thì chúng nó ăn, còn phần nào không ngon thì chúng nó ăn dần ăn mòn, hoặc là chia cho những nước khác và để những nước khác đóng thuế lại cho nó. Đó là cái luật của nó rồi đấy, chả tốt đẹp gì đâu đấy. Thì sau khi nó bị thua trận rất nhiều như thế và nó chống lưng cho Việt Nam Cộng Hòa, và nó thành lập ra rất nhiều những tổ chức, cái nhà nước gọi là cũ, chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa
Đấy, cũng không phải gì là tốt đẹp đâu, em nói thẳng. Trong khi nó chống lưng cho Việt Nam Cộng Hòa, nó còn thành lập ra gọi là lính đề ga. Đấy, rồi chính CIA thành lập ra những cái đó để sau này nếu mà Việt Nam Cộng Hòa có phản bội nó, thì nó lấy cái vùng đệm chiến thuật đó là Tây Nguyên này, nó sẽ xử thằng Việt Nam Cộng Hòa. Đó, nếu ai học lịch sử và sâu chuỗi lịch sử thì mọi người sẽ biết được. Đó, chứ không phải là thằng Mỹ nó tốt đẹp đâu với anh em Việt Nam Cộng Hòa đâu. Đó, và anh em Việt Nam Cộng Hòa thì cũng biết rồi. Đấy, khi mà Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đấy, đã thành lập được một hệ thống kinh tế, có nghĩa là khoảng tầm 60% là không phụ thuộc vào Mỹ rồi, thì bắt đầu Mỹ nó cảm thấy rằng Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu không nghe lời nó nữa, và Ngô Đình Diệm muốn độc lập. Đấy, cho nên là nó muốn phế Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, cho nên là nó xúi dục những tướng và cái quan chức tướng đảo chính. Đấy. Sau rồi nó tưởng lập lên được ông Thiệu là tài giỏi, nhưng mà thực ra ông Thiệu này là một tay gọi là kém, một người đào ngũ từ trong quân đội đấy, nhân dân Việt Nam. Thì nói em nói thật với mọi người, cái hệ đào ngũ với cả cái hệ mà trốn quân sự ấy, thì con người nó cũng chả ra gì rồi, nhưng mà trốn từ một tên lính mà tự nhiên mà về mà làm đến cái chức tướng thì mọi người thấy nó có kỳ lạ không, nó có rẻ mạt quá không? Cái trình độ của ông này thì em nói thật với các cô chú anh chị em là chỉ có được Mỹ đưa lên thôi, chứ còn bảo mà ừ thì cứ cho là nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Mỹ, tiếng lung tung, tiếng linh tinh đi, cho 1.000 thứ tiếng đi, nhưng mà cuối cùng thế nào? Bẻ sườn, vặn tay, cắt chân, toàn anh em không. Tướng Ngô Quang Trưởng các kiểu thể loại luôn, chết hết luôn. Tướng Phú, những cái người giỏi như thế toàn chặt chân bẻ tay người ta không, chưa đánh được trận nào cứ rút mãi xong rồi rút thành chết. Rồi Lan Man Liên Miên một tí như thế thì phải nhắc lại cái câu chuyện đấy, khi mà hai quả bom của Nhật Mỹ nó đã chơi Nhật rồi thì nó đã thất bại rất nhiều ở chiến trường Việt Nam, và nó muốn trừng phạt Việt Nam đấy, nó muốn trừng phạt Việt Nam và nó muốn dạy cho Việt Nam một bài học, có nghĩa là nó sẽ cho Việt Nam xóa sổ luôn. Nó đã từng có âm mưu nó mang 3 quả bom đến Việt Nam, nhưng mà tại sao nó lại không mang đến Việt Nam được, và tại sao nó lại không thả được ở Việt Nam, thì chúng ta phải hiểu rằng thế này này. Lúc đó thì là bên tình báo của bên Cuba và bên Liên Xô, họ đã phát hiện ra và đã họ đã thông báo cho Việt Nam. Đấy, và đã lên một cái phương án, đó là Cuba cho Liên Xô đặt rất nhiều những trung tâm quân sự ở đó, và đặt rất nhiều những đầu đạn hạt nhân ở đó luôn, để gọi là chơi sống mái luôn, để gọi là bảo vệ những người anh em là Việt Nam chúng ta. Nói gì thì nói, đất nước Liên Xô hay đất nước Nga bây giờ họ luôn luôn có một cái tình cảm rất là tốt đẹp đối với người dân Việt Nam, và thậm chí rằng là người dân Việt Nam cũng có những cái tình cảm rất là tốt đẹp với những người anh em Liên Xô hay là Nga bây giờ, và kể cả Cuba. Đó, ba cái nước này là ba cái nước nó có một cái tình cảm rất là đặc biệt, đó là Việt Nam, Cuba và Nga. Nó có một cái tình cảm rất là đặc biệt, các cô chú anh chị em ạ. Đó, cho nên là Mỹ nó không thể nào mà đưa quân và đưa được ba cái quả bom đó đến Việt Nam được. Đó là cái lý do cốt lõi. Và sau này nó thù thằng Cuba đến nỗi khi mà Liên Hợp Quốc, giống như cái câu chuyện được trước em kể mọi người ấy, khi mà Liên Hợp Quốc bỏ phiếu để bỏ cấm vận cho Cuba để Cuba phát triển cả mười mấy năm nay rồi, nhưng mà thằng Mỹ nó không đồng ý. Ví dụ có 100 nước đến 97, 96 nước đồng ý rồi, nhưng còn ba thằng kia thì nó là Ủy ban Thường trực Liên Hợp Quốc, nó không đồng ý, mà thằng Mỹ là thằng đầu tiên không đồng ý. Cho nên là những nước kia không có cái tác dụng gì trong Liên Hợp Quốc cả, và quyền tự quyết là ở nó hết, là ở thằng Mỹ. Đấy, cho nên là cái nguyên nhân sâu xa nó căm ghét cái thằng Cuba là như thế. Đấy, thằng Mỹ nó thua ở Việt Nam nó đau lắm chứ. Nó bỏ ra cái tiền chi phí cho những cái bọn như là Pháp này, như là Việt Nam Cộng Hòa này, nền Cộng Hòa đệ nhị, nền Cộng Hòa đệ nhất này, đệ nhị này, và kể cả những cái tổ chức mà nó CIA nó đào tạo ra như lính đề ga các kiểu đó. Đấy, để đòi ly khai đó. Thì nó bỏ ra rất là nhiều, bỏ ra gần như là hơn cả cái thế chiến thứ hai nó bỏ ra, và nó không thu lại được một cái gì cả, có nghĩa là nó âm. Đấy, và sau này nó chơi Việt Nam một cái chiêu, đó là nó lấy cái số nợ của Việt Nam Cộng Hòa đã vay áp đặt lên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt phải trả, và tận đến năm 2019 thì chúng ta mới trả hết cái số nợ đó là 143 triệu đô la Mỹ cho nó. Đó thì nó mới bình thường hóa quan hệ với mình. Đấy, và sau dần dần là ký những cái hợp tác chiến lược toàn diện, rồi là trên mức như thế nữa.
Đó, nhưng mà sau khi ký xong thì nó cũng vẫn vỗ mặt mình hay là vỗ mông mình như bình thường. Cho nên là đây là những cái thành phần mà ngoài mặt thì có thể là bằng bằng mặt nhưng mà không thể bằng lòng được. Đấy, chính về cái nguyên nhân sâu xa này mà người anh em Cuba của chúng ta, và chúng ta cũng gánh một cái ân tình của họ, và trong kháng chiến thì họ là người mà cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái thứ miễn phí luôn. Ngay kể cả Trung Quốc nhé, ngay kể cả Trung Quốc họ cung cấp cho chúng ta phần lớn và thiết yếu những cái đồ dùng và có thể là vũ khí. Nhưng mà thật sự nói với các cô chú anh chị em là người Trung Quốc họ cũng vẫn có một cái gì đó, đó là làm cho chúng ta nó rất khó khăn trong cái vấn đề chiến đấu. Đó, thì mọi người phải hiểu rằng cái anh Trung Quốc này anh rất là thâm, anh ấy cũng trong cái khối xã hội chủ nghĩa đấy, nhưng mà trong cái thời kỳ mà thời gian chiến đấu kháng chiến của chúng ta, anh đã từng gọi là tự quyết đối với đất nước Việt Nam chúng ta rất là nhiều, sau lưng chúng ta rất là nhiều. Tại vì anh ấy muốn thể hiện anh ấy là một cái nước lớn, anh ấy muốn quyết cả thằng Việt Nam luôn, và thằng Việt Nam là em tôi có thể bán nó luôn. Nhưng mà không. Đấy, Bác Hồ, Đảng và Trung ương của chúng ta rất là có một con đường lối ngoại giao rất là khéo léo, không để mất lòng Trung Quốc mà cũng chả để phật lòng Liên Xô. Đấy, và nhất là người anh em Cuba của chúng ta thì chơi rất là chật thật tình luôn. Ai đã từng lớn lên bằng trứng này, sữa này, gà này, đường này, thì thật sự đây là những cái loại mà đồ rất là bổ về ngày xưa, chất lượng luôn. Được ăn đường nó là một cái thứ xa xỉ luôn. Em nói thề mọi người luôn, được ăn đường nó là một cái thứ xa xỉ. Đấy, những nhà máy đường này. Đấy, rồi những kỹ sư cầu đường rất là giỏi của Liên Xô xây những cái con đường, làm những con đường, những cây cầu, và những cái bệnh viện và trang thiết bị bệnh viện ngày xưa của Liên Xô của Cuba cực kỳ tốt. Đấy, nhà máy gà, nhà máy bò sữa. Đấy, đường, trứng, các kiểu thịt gà. Đấy là của họ đấy, đường. Đấy, điện đường trường trạm họ giúp chúng ta rất là nhiều. Đấy, và hầu như là họ miễn phí nhá, họ chưa kể đến gọi là lấy phí giống như các đất nước khác. Đấy, có những cái ví dụ như là Trung Quốc nó có những cái gói, đó là gói miễn phí và gói không miễn phí. Đấy, thì mọi người phải hiểu rằng là những cái thời gian mà các cô chú anh chị em nào mà có ông bà cha mẹ ấy, mà đã từng ở những cái thời mà nhận cái đồ viện trợ miễn phí của Trung Quốc ấy, thì mọi người mới thấy nó tồi tệ thế nào. Nhưng mà lúc đấy không ăn thì không được. Những cái con cá khô ấy, nó ép đến nỗi mà nép nèm nẹp như thế này luôn, nó ép hết lấy dầu rồi, nó cho mình ăn bã cá khô thôi. Nó gọi là cá khô những con to dài thế này. Đấy, rồi là những cái đường hóa học. Ui rồi, đường đấy ăn một tí thì được thôi, ăn nhiều á, chảy máu hết đầu lưỡi luôn. Đó, rồi là những cái mỡ hóa học. Ui, nó kinh khủng lắm, cái mỡ đấy khét lẹt luôn. Em thật, nhưng mà không có thì phải chịu. Đấy, chứ biết làm thế nào. Đó, thì mọi người phải hiểu cái anh Trung Quốc này anh không tốt đẹp gì với mình. Và ngay kể cả trong khi mà chúng ta tìm cách để tiêu diệt B-52 của Mỹ ấy, thì cái anh Trung Quốc, anh Liên Xô anh gửi cho chúng ta rất nhiều những cái tên lửa SAM-2. Đấy, nhưng mà phải đi bằng cái đường gọi là đường tàu hỏa, phải qua Trung Quốc. Mà qua Trung Quốc thì nó tháo dỡ hết để nó xem, nó nghiên cứu xem trong cái SAM-2 đó là có cái gì. Cho nên là về Việt Nam nó mất mát hết. Đấy, cho nên là lãnh đạo Việt Nam cũng cắn răng chịu đựng để chế lại, cháo lại để bắn. Đấy, và chúng ta đã thành công. Chúng ta là cái nước mà không sản xuất được. Nhưng mà khi những cái vũ khí dù là của Mỹ tồn dư lại hay là của Liên Xô ngày xưa cũ, thì chúng ta đều chế cháo một cách thành công, và chúng ta có những cái hiệu quả nhất định trong cái cuộc kháng chiến. Đó, bây giờ ngay kể cả những cái thứ vũ khí mà thu được của Mỹ nó viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, thì đến bây giờ Việt Nam vẫn sử dụng rất là tốt và phát huy được rất nhiều những cái tiềm năng và tiềm lực của nó. Đấy, không thua kém gì những cái vũ khí hiện đại bây giờ. Đó, thì cái người anh em Cuba này thì cực kỳ thiệt thòi. Cho nên là khi mà vào cái thời kỳ đổi mới này rồi ấy, thì chúng ta phải lên có tình có nghĩa là cái chắc rồi. Đấy, người anh em đó đã cứu chúng ta như thế rồi, thì mọi người phải hiểu là sống ấy, là con người Việt Nam thì ông bà cha mẹ luôn là dạy rồi. Đấy, người có ơn với mình thì không bao giờ quên, suốt đời không bao giờ quên. Đó, thì chúng ta ăn lên làm ra được, và chúng ta có của ăn của để của dư. Thì đối với gạo ấy thì con người Việt Nam chúng ta biết rồi, chúng ta là nước xuất khẩu gạo nó như thế nào rồi. Đấy, và một số những loại phương tiện khác như xe điện các kiểu của VinFast mà hỗ trợ cho anh em Cuba, rồi là từng năm một hỗ trợ gạo cho anh em Cuba bao nhiêu triệu tấn đó, thì không bõ bèn gì so với ngày xưa người ta giúp đỡ chúng ta như thế đâu các cô chú anh chị em ạ.
Mọi người đừng có nghĩ đến cái trước mắt ngày xưa khó khăn như thế. Bao nhiêu nước, cả bao nhiêu nước không dám ho he gì với Mỹ, mà một mình họ giang đôi tay ra để ôm chúng ta, để gọi là bao bọc lấy chúng ta. Thì đó là một lúc mà khó khăn nhất, mà ai mà ôm các bạn thì đó mới là người chân quý. Chứ những cái người mà không ôm các bạn thì những người đó sau này mà bạn có ăn nên làm ra, họ đến họ bắt tay, họ ôm các bạn thì đó chỉ là một cái ôm nó gọi là xã giao thôi. Còn tri kỷ hay tình nghĩa thì nó phải như thế thì nó mới gọi là anh em. Đấy, cho nên tại sao mà Cuba họ cũng rất yêu quý Việt Nam. Đấy, là vì như thế. Đấy, cho nên là họ cách xa chúng ta cả nửa bán cầu, nhưng mà thật sự ra là không hiểu một lý do gì mà họ lại có thể có một cái động lực yêu thương con người Việt Nam trong cái lúc chiến tranh nghèo nàn và lạc hậu như thế. Ngày đó em nói thật với các cô chú anh chị em, như Việt Nam chả là cái thá gì so với Cuba luôn. Cuba họ, em nói thật, đến cả ngay kể cả bây giờ y tế của Cuba họ vẫn là đỉnh của chóp luôn. Đấy, và một số ngành của Cuba họ vẫn là đỉnh của chóp. Đấy, chứ không phải là ấy đâu, họ nghèo thật, nhưng mà họ vẫn giữ được cái nền độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của họ. Đấy. Đấy, câu chuyện cuối em kể cho các cô chú anh chị em, bây giờ mọi người mới thấy dân chủ và nhân quyền ở Bangladesh. Đấy, đòi gà một hồi. Xong đấy, cho dân chủ cho nhân quyền đấy. Mang một cái ông thủ tướng từ đâu về. Đấy, chả có ăn có học gì mấy, lên nắm quyền xong rồi cho bộ trưởng 26 tuổi, các bộ trưởng vào làm xong rồi bây giờ đến lúc rồi đấy, tận cả từ tháng 8 đến tận cả gần cuối năm nay chả thay đổi được gì. Xong rồi lại biểu tình. Biểu tình xong rồi cái nền công nghiệp may mặc bây giờ là 90% nền công nghiệp may mặc ở Bangladesh bây giờ chuyển hết sang cho Việt Nam. Đấy, người ta không tin Bangladesh nữa rồi. Bangladesh ngày xưa là một trong những cái xưởng may mặc gọi là nhất nhì thế giới. Bây giờ thì sang Việt Nam rồi. Bây giờ chỉ có Việt Nam với Trung Quốc thôi. Còn ông Bangladesh đấy bây giờ đang đói luôn. Bây giờ người dân, tỷ lệ người dân đói lên đến 35-40%. Tỷ lệ những cái người thất nghiệp lên đến 60%. Và những cái tỷ lệ khác ấy thì nó lên đến nói chung là nó hy hữu lắm. Bây giờ là chết đói là nhiều. Đó, bây giờ dân chủ đấy, nhân quyền đấy, đói rồi đấy. Thế bây giờ lại đi biểu tình, đói lại đi biểu tình. Đấy, biểu tình xong rồi bây giờ là biểu tình hết là bảo là bà Ikha Sina gọi là độc tài. Bây giờ độc tài xong rồi, bây giờ còn mỗi thằng tổng thống. Còn mỗi thằng tổng thống cũng đòi thằng tổng thống từ chức luôn. Bây giờ mà tổng thống từ chức là cho ba cái bọn sinh viên lên làm tổng thống thì chắc là nó phá cái đất nước Bangladesh chắc chết luôn. Và em nói thật với các cô chú anh chị em, nhưng ngay kể cả em thật mọi người luôn, ngay kể cả Mỹ cũng không cứu được cái thằng đấy đâu. Nó chỉ phá nát cái hệ thống đó, xong rồi bắt đầu để nó xúi dục, xong bắt đầu là sang các nước khác thôi, chứ không thể nào mà cứu vãn được cái nước Bangladesh này nữa rồi. Đấy, thà nó bắn nhau như thằng Myanmar ấy, mà nó vẫn còn có tiềm lực để bắn nhau như thằng Myanmar ấy, để nó tranh giành, nó vừa tranh giành, nó vừa gom đất, rồi nó vừa phát triển kinh tế đằng phía sau thì nó còn đỡ. Đây, cái thằng này chỉ có ăn xong rồi phá không à. Đấy, cứ gửi tiền sang ăn xong rồi lại đi đập phá các nhà xưởng. Mà đập phá các nhà xưởng thì các công ty sĩ nghiệp, tất cả nền kinh tế là tập trung vào công ty sĩ nghiệp, thì nó sẽ rút khỏi đó, nó cảm thấy nó không an toàn và đầu tư ở đây nó không có phát triển, cho nên phải rút bỏ thôi. Đó, mà phải nói thật ra là tổng GDP của toàn bộ đất nước Bangladesh đối với ngành dệt may là nó lên đến 70%, gần 70%, 68,9%. Thì các cô chú anh chị em nghĩ xem, bây giờ đập phá hết công ty may mặc rồi thì bây giờ làm thế nào? Mà lại còn thêm mấy trận ngập lụt nữa thì bây giờ chơi với ai, bây giờ làm thế nào? Đấy, các bộ trưởng trẻ 26 tuổi đấy. Đấy, dân chủ đấy, nhân quyền đấy, vào đấy mà hứng. Đấy, chắc bây giờ thì ăn no phè phỡn ra đang ngủ, dân thì chết đói. Đấy, dân chủ đi theo nó mà dân chủ nhân quyền xong rồi đi đòi tự do. Tự do xong rồi chết đói luôn. Đó, mấy tháng trước em đã từng làm một cái video như thế này rồi. Sự thật nó rất là hy hữu. Những cái con người nó kích động ấy, thường thường những cái con người đó là con người dối trá. Và sau cái sự dối trá đó, nó là những cái sự gọi là yếu kém thì nó mới đi kích động người ta như thế. Nếu mà đàng hoàng, đấy, cứ giống như là những cái tổ chức ở bên Myanmar đấy, thành lập quân đội riêng đi, thành lập nhà nước riêng đi, rồi mà bắn nhau. Đấy, thằng nào bắn nhau thắng thì thằng ấy giành được, thế thôi. Chỉ đây mà đi cái kiểu đó thì muôn đời nghèo luôn. Đấy, bây giờ xong rồi, bây giờ là nền kinh tế là coi như là
là tuyệt vọng luôn. Bây giờ cứ giải quyết vấn đề về đói đã. Đấy. Nếu mà không giải quyết được thì lại đi biểu tình, và lại đi biểu tình thì lại chết đói. Đấy, để xem Mỹ gồng gánh được các nước mà họ đưa những cái sinh viên mà mang tiếng là ở trường quốc tế Mỹ, để xem là họ có gánh được bao nhiêu lâu. Đấy, để làm như thế nào để họ gánh được. Rồi, cuối video thì cũng em cũng chia sẻ vậy thôi. Đấy, chuyện đời, chuyện người và đất nước con người Việt Nam chúng ta vẫn tươi đẹp như ngày hôm nay là chúng ta sung sướng rồi. Đấy, cảm ơn người anh em Cuba vì tất cả đã cống hiến cho chúng ta trong những cái thời gian chiến tranh và trong những cái thời gian mà khốn khó khổ nhất của nhân dân tộc Việt Nam. Đấy, xin chào và gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nhá. Xin chào mọi người.